Và phần duy nhất đã qua đến phần cái gì là phần chánh lễ cầu nguyện. Kính mời toàn thể quý vị hướng tâm về vào phần tá ba tá và thỉnh quý vị đồng quỳ xuống chắp hương lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật tổ Phật thầy, quan thượng nhẫn đại thần, chư quan phụ thần, chư vị chân thần, chư vị sông non bãi núi, gia hộ cho thế giới và đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được dạng chữ lành, hộ độ bá tánh dạng dân tiêu tai tịnh sự giải thoát nguy ly. Nam mô A Di Đà Phật. Và thẳng quý vị cầu kiểm lên cá một cá đô quân. Dạ phần thượng hương xong, kính mời quý vị đồng xá một xá và quỳ xuống lại bốn lại để tạ ơn Đức Phật. Chí tâm thành kệ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm thành kệ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm thành kệ Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm thành kệ Nam mô A Di Đà Phật. Và bốn lại xong, thỉnh quý vị đồng đứng lên xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật tổ Phật thầy, quan thượng đẳng đại thần, chư quan cụ thần, chư vị chân thần, chư vị năm non bảy núi, gia hộ cho thế giới và đất nước Việt Nam được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được dạng tự lành, hộ độ phá tánh dạng dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê đi. Nam mô A Di Đà Phật. Các bạn kính mời toàn thể quý vị xây vào bên trong chỉnh lễ nghi thức ba ngôi đền. Kính mời quý vị hướng tâm về của quyền các tổ tán ba tá. Hướng tâm về ngôi Tam Bảo tá ba tá. Hướng tâm về cho tôi đức thầy thành kính tá hai tá. Và kính mời quý vị thống nhất xây sang phía trước. Hướng tâm về bàn công thiên tá ba tá. Và phần nghi thức đã qua đến phần cái gì là phần chánh lễ cầu nguyện. Kính mời toàn thể quý vị hướng tâm về bàn thờ tá ba tá. Và thỉnh quý vị đồng quỳ xuống chắp hương lên trán thành tâm cầu nguyện. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu Phật tổ Phật thầy, quan thượng đẳng đại thần, chư quan trụ thần, chư vị chân thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Hôm nay là ngày đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 84 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chúng con đồng nguyện cầu ân kênh gia hộ cho đất nước Việt Nam và các nước trên thế giới được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ, toàn thể đồng bào và nhân loại được dạng chữa lành, phổ độ hóa tánh dạng dân tiêu tai tịnh sự giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời quý vị đồng đứng lên xá một xá thu hương. Và trong lúc thu hương để thượng hương, kính mời quý vị chắp tay vào ngực niệm Phật để gieo duyên lành với Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
thượng hương xong chúng bạn quý vị đồng xá một xá và quỳ xuống lại cúng lại để tạ ơn đức Phật. Chí tâm đại để Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đại để Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đại để Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đại để Nam Mô A Di Đà Phật. Và cúng lại xong thỉnh quý vị đồng đứng lên xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo đến cầu nguyện thứ nhì, mời Ban Hương Giang Pháp Hương. Và cũng trong chúng mời quý vị hướng tâm về là Phật đồng xá ba xá. Và chúng mời quý vị đồng quyền xuống chấp luôn lên nhán thành tâm cầu nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Cảnh Đại Thần Chư Quan Thụ Thần Chư Vị Chánh Thần Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh hôm nay là ngày đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 84 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Bảo. Chúng con đồng nguyện cầu ơn trên gia hộ cho đất nước Việt Nam và các nước trên thế giới được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ, toàn thể đồng bào và nhân loại được dạng chữa lành, cổ độ quá lánh dạng dân tiêu tai tịnh trự, giải thoát mê ly. Nam Mô A Di Đà Phật. Và những gì trong những tên xá một xá thu hương. Và trong lúc thu hương để thượng hương, chúng mời quý vị chắp tay đầu được niệm Phật để giữ phần chánh niệm và niệm Phật để gieo duyên lành cho Đức Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và phần thượng hương xong chúng mời quý vị đồng xá một xá và quỳ xuống lại cúng lại để tạ ơn Đức Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Và cúng lại xong thượng quý vị đồng đứng lên xá ba xá. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo cầu nguyện thứ ba mời Ban Hương Giang Pháp Hương. Và kính mời đồng thể quý vị hướng tâm về bàn thờ đồng xá ba xá. Và những quý vị đồng quỳ xuống chấp hương lên nhang thành tâm cầu nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Cảnh Đại Thần Chư Quan Thượng Thần
chư vị chân thần, chư vị năm non bảy núi cả muốn chứng minh hôm nay là ngày đại lễ 18 tháng 5 kỷ niệm 84 năm ngày Đức Thầy khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Chúng con đồng nguyện cầu ơn trên gia hộ cho đất nước Việt Nam và các nước trên thế giới được hòa bình an lạc, mưa thuận gió hòa, dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ, toàn thể đồng bào và nhân loại được dạng chữ lành, cổ độ bá tánh dạng dân chư tay tịnh tự giải thoát mê đi. Nam mô A Di Đà Phật. Và cũng quý vị đồng đứng lên xá một xá hương. Và trong lúc để tu hương, để thượng hương cũng như hai lần trước, kính mời toàn thể quý vị chắp tay đầu một niệm Phật để giữ phần chánh niệm và niệm Phật để gieo duyên lành với Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và phần thượng hương xong, kính mời quý vị đồng xá một xá và quỳ xuống lại cúi lại để tạ ơn Đức Phật, chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ. Nam mô A Di Đà Phật. Và cúi lại xong, cũng quý vị đồng đứng lên xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa quý vị, phần cầu nguyện cho quốc thế gian an lành ba lần đến đây đến trong. Kính mời quý vị chay vào bên trong trong những lễ tắc. Hướng tâm về ngũ điện các tổ xá ba xá. Hướng tâm về ngôi Tam Bảo xá ba xá. Hướng tâm về chân dung Đức Thầy thành kính xá hai xá. Kính mời quý vị có cái chay sang phía trước. Hướng tâm về ngôi Tam Thiên xá ba xá. Và thầm cho cùng hướng tâm về bàn Phật xá ba xá lễ tắc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Phần ngồi nghỉ đây trong. Nam mô Phan. Xin thay chương trình cảm ơn hiện tại. Chúc tôi quý vị tiếp theo chương trình là lễ đại diện chung của thầy và tuyên bố tổ chức hai ngày lễ đã xong. Và kính mời đồng đạo chúng ta một lần nữa sẽ vào bên trong để xin lễ bế mạc, làm lễ nghi thức bế mạc. Kính mời quý vị muốn tâm về Đức Phật đồng xin lễ. Thưa tôi, kính mời quý vị hướng tâm về chư Đức Thầy đồng xin lễ. Thưa xong, mời quý vị tự niệm để đi. Bây giờ chụp hình đi hả? Anh hãy thông báo cái phần sau đi. Bây giờ là gấp rồi nè. Bây giờ mấy ổng nực rót rồi. Cái vòng cung phía trước là đẹp rồi đó nha. Dạ. Hiếu kìa, Hiếu vô ngồi dưới đi. Hiếu vô ngồi đó đi.